lời nói đầu tiên xin phép cho Đan Trường được gửi lời chào tới ban tổ chức cũng như là chương trình Cơ hội đổi đời. Xin phép cho Đan Trường được gửi lời chào trân trọng nhất. Trước tiên là xin cảm ơn Việt Hương đã gọi là đốc thúc Đan Trường tham gia chương trình này. Và thứ hai là có Việt Hương Đan Trường mới tham gia, vì Đan Trường và Việt Hương là hai người bạn thân thiết nhất. Thứ hai cũng là cảm ơn chương trình đã khi mà tới bất ngờ và xem sơ qua thì thấy chương trình quá hay, quá nhân văn và rất là nhiều ý nghĩa. Tại vì mang những món ăn tinh thần thiết thực tới cho những mảnh đời khó khăn, những gia đình đang cần những cái mạnh thường quân, cần những cánh tay để cứu họ. Thì chương trình cả nói là chương trình này thì Đan Trường cả nói là khi mà biết được rồi thì phải là tham gia ngay. Thêm rồi xem tập của Khắc Việt, tập Khắc Việt. Và qua đó thì Đan Trường thấy là khi mà mình tham gia thì mình cần phải làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ thật là nhanh để mà rút ngắn thời gian. Càng rút ngắn thời gian thì số tiền không bị trừ nhiều, để mà giữ số tiền càng cao để giúp cho những người dân đang chờ. Có chứ, Đan Trường có làm nhiều. Mỗi lần mà có chương trình từ thiện hoặc là đợt là bị bỏ lụt, Đan Trường cũng nhờ Mạnh Thường Quân và các fan đóng góp cũng được hơn 500 triệu để mà gửi cho những cái người dân đang bị bỏ lụt miền Trung. Rồi Đan Trường tổ chức từ thiện đi thăm các cụ già neo đơn ở đường phố, rồi hội người mù nói chung vân vân, trẻ em nói nhiều thứ lắm. Thì mình thấy cái gì mình làm được thì mình làm thôi, mình làm cảm thấy cho cái tâm mình vui, cảm thấy khi mình trao những món quà đó mình cảm thấy gương mặt họ rất là rạng rỡ và cảm thấy rất hạnh phúc là mình cảm thấy vui rồi, chứ mình không cần biết ở ngoài là người ta nghĩ mình có làm hay không, đó là điều quan trọng. Đan Trường vui lắm, tại vì Đan Trường không phải là một người nghệ sĩ tham gia nhiều game show. Đan Trường phải có thời gian và Đan Trường hay chọn lọc những game show mà hay Đan Trường tham gia. Vì vậy mỗi lần mà tham gia game show, Đan Trường được gặp gỡ mọi người, được trò chuyện, hỏi thăm, rồi tạo những tiếng cười nho nhỏ rất là vui, cảm thấy rất là thư giãn và rất là nhiều ý nghĩa. Làm như vậy mình cảm thấy mình phải dành thời gian nhiều hơn nữa để tham gia các game show, chứ là những chương trình mang nhiều ý nghĩa như vậy. Đúng rồi, cũng phải chọn lọc cái gì mình cảm thấy rất là vui, cảm thấy thực sự mang lợi ích cho đồng bào, những người dân nghèo khó thường sẽ tham gia. Ở cuối năm ngoái thì Đan Trường có được phát hành hai cái MV, một là MV là Homosa với cái version 2021 và một cái MV mà Đan Trường lần đầu tiên hợp tác với lại Tố My, Ốc Tắm Buồn Ai, rất là hoành tráng. Thì hiện tại thì Đan Trường đang trong dự án là sẽ hoàn thành xong cái chuỗi series là những cái bài hát nhạc Hoa lời Việt mà hay nhất của Đan Trường trong suốt 25 năm qua tập hợp lại để mà quay ở Đà Lạt này vào tháng 4 này. Hy vọng cả nhà sẽ đón cái chuỗi series này của Đan Trường, đó là chủ đề gì là Hoa Hát, tập thể cái tên gọi là Hoa Hát. Đúng rồi, tại vì thân Việt Hương lắm, này là Việt Hương hú có gì là Đan Trường được tham gia thứ nhất, thứ hai nữa là được lần đầu tiên được gặp anh Đoàn Ngọc Hải, người là mệnh danh là luôn luôn làm những công tác từ thiện giúp ích, đóng góp rất nhiều cho đất nước Việt Nam, nên Đan Trường rất là vinh dự. Và anh có ngỏ lời là sẽ làm những chương trình từ thiện ở vùng sâu vùng xa, thì Đan Trường sẽ hy vọng là sẽ có thời gian để mà cùng với các nghệ sĩ đồng hành với chương trình của anh Đoàn Ngọc Hải. Đan Trường sẽ cố gắng hết mình để tham gia những chương trình này. Có những lúc thực sự cái này là do là chắc có lẽ lo vậy do thật may mắn, Đan Trường cũng không có gọi là quá tham vọng để mà mình làm sao mà mình hát được nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa. Thực sự đây là những cái gì mà Đan Trường vẫn làm thường ngày, vì đó là cái niềm đam mê lớn nhất của Đan Trường. Ngoài việc chăm sóc lo cho gia đình của mình thì mình cũng giữ được cái lửa trong nghề ca hát, nên mình cũng không phải là người quá giỏi về kinh doanh hoặc là những cái vấn đề khác, thì mình lại tập trung vào cái mảng ca hát hơn. Thứ hai nữa là mình cảm thấy nếu mà thiếu hát mình không thể nào sống được, và thứ ba nữa là không thể nào rời xa fan của mình được.
chính như vậy mà mọi người và với đa trường vẫn giữ được mối liên kết trong suốt 25 năm qua. Đó là cái niềm hạnh phúc lớn nhất của đa trường. Mà đa trường muốn nhân đây để nói lời cảm ơn tất cả khán giả, những khán giả ít xem đa trường hát hoặc khán giả chỉ gặp một lần đa trường trong đời, đa trường cảm ơn và những khán giả đã theo đa trường trong suốt 25 năm qua. Đa trường yêu mọi người rất nhiều.